Lúc 9 giờ sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã mở bán vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan trên sân Thống Nhất vào ngày 1 tháng 6 tới. Nhưng từ 6 giờ sáng, người hâm mộ đã xếp hàng dài trước sân Thống Nhất. Lần gần nhất người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh có dịp xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu là ở trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE vào tháng 10 năm 2019. Còn nếu tính ở cấp độ đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park, người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh chưa xem một trận nào. Vì thế, cũng dễ hiểu khi người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh sáng 29 tháng 5 đã hào hứng xếp hàng mua vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới trên sân Thống Nhất. Nhiều người còn ra xếp hàng từ 6 giờ sáng vì sợ không mua được vé vị trí đẹp hoặc hết vé ở khán đài cần mua. Trước cổng chính sân Thống Nhất, dòng người xếp thành hai hàng dài. Trời mỗi lúc mỗi nắng khi mặt trời lên cao, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt được vào bên trong sân mua vé. Vé có 3 mệnh giá, 150.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Ban tổ chức cho biết có hơn 11.000 vé được bán ra cho trận đấu này, chưa kể một lượng lớn giấy mời được phát hành. Lo ngại hết vé, nên khi mua được vé, người hâm mộ không khỏi vui mừng, đặc biệt là sau khi phải trải qua 2 đến 3 tiếng đồng hồ xếp hàng chờ mua vé.